thì nó cứ nhân lên. Đây chụp một cây thì bố đúng tung tung cháy. Anh chụp cả cái dàn thế sau bây giờ khoảng độ 10 năm nữa. Một đôi cho bạn ấy đúng rồi. Đứng gọn một tí đừng để nó xéo như này, đứng lùi lùi xuống ở bên này tí này. Anh bảo phải con đứng lùi xuống một tí. Mày ra giữa đây chứ, mày đứng riêng đi nào. Đứng này là đứng. Đúng rồi, tầm quay bây giờ vấn đề là cái bố là con cháu là phải ra ngoài nhá. Giờ mà lại cháu là tiền. Nào, nhìn này. Dương, đứng dịch vào Yến.